Hello, xin chào mừng các bạn đã có nhập Work Vlog của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên xin cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian clip và xem video tiếp theo của mình. Thì chia sẻ các bạn hôm nay là thứ tư, ngày 7 tháng 4 năm 2021 các bạn. Đó. Thì ngày nay mình về được trông thấy là hai con nghĩa đực BB với lại một con nghĩa cái Anh Quốc đó. Thì đi giờ thì mình còn đi coi bò nữa các bạn. Thì giờ trước mắt là mình làm video về ba con nghĩa này trước. Rồi xíu nữa bắt được con gì nữa thì mình làm video luôn một lần. Đó, rồi nói chung thì rồi thì bắt đầu vào nội dung chính của mình nhé các bạn. Nhưng trước khi vào nội dung chính của mình thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé các bạn, để mình có động lực mình làm những video tiếp theo được còn chính hơn, nói chung là tốt hơn. Đó, giờ mình quay chi tiết hai con nghĩa đực BB này với lại một con nghĩa cái Anh Quốc cho các bạn xem. Rồi thì bắt đầu vào nội dung chính của mình nhé các bạn. Đây thì đầu tiên mình quay trước cái con nghĩa cái Anh Quốc này cho các bạn xem. Đó thì con này đầu trụi xây mạch một xây này mạch cục tai vừa đó, xây lông ngột xấy nghiêm xấy chân càng to đấy. Dầu ý mày dày bò vú thì được 2-4 vú dày thì đúc luôn đây, mong đuôi đây, nói chung là cũng nghĩ này được cái dày các bạn đó, mập dày chân càng cũng cọc đầu trụi đó. Còn sinh sản á có đuôi bự xương chậu hở những cái nghe to dày dày đúng các bạn, nghĩ bánh sữa nhìn bánh sữa dày kéo nghĩ rồi cấp mình này dày bò mập mạp. Ê, nó ra đóng cửa lại giùm cái nghĩ này mình báo giá công khai là 23 triệu đó, mập mạp dài hơn đó, dài đuôi đó. Tốt bò về nó sinh sản ok rồi, là cao dài giống nhà rồi một con đó, đỏ đẹp một mèo chế tích nghiêm con nghĩ này cho chung cái mình nó đang đổ sập cột này nha các bạn, nó cái đuôi bộ mông nó đang đổ sập cột này, mông với mặt bắt đầu đang sập sơ sơ dây bò cọc bò. Rồi tiếp theo hai con bà bơ đứng ngoài đây các bạn, quay hai bà bơ cho bạn xem. Đó. Hai con, một con bông với lại một con đen bông bụng, hai con nghĩ bà bơ được. Con này là con bông. Đó, bông, nói chung bông dây mình luôn các bạn, bông từ đầu tới chân luôn, đầu cổ bông trôi lối hết đó. Chân cánh to cao dài cao, hai con này là cao ngang ngang nhau các bạn, cao khoảng 1 mét lên em đó, mông đùi đây đó. Chân cánh to cọc nghĩ mình quay xa các bạn xem hai con, nói chung hai con này nó tương tương với nhau các bạn, cũng con nào lớn hơn cũng con nào nhỏ hơn ngang nhau đó. Đây con đen này, con này thì già tháng hơn xíu, dài đuôi cũng tốt, chân cánh cũng to, bông mình cũng đẹp dài hở đó. Này kẹp nghĩa thế này đó. Như kẹp này mình bán con này con bơ đen này là 24 triệu đó, còn bơ bông này 24 nem đó. Thì ai bắt luôn một kẹp đấy thì mình bớt cho các bạn 2 xị tiền lọc nuôi, 200 nghìn tiền lọc nuôi đó. Con bông này là mắc hơn nha các bạn, con bông mắc hơn 5 xị đó, con đen kia thì rẻ hơn 500 nghìn đó, hai con như thế đó. Thì con nào cũng tốt bò hết các bạn đó, hai con như nhau luôn, nói chung là cũng chạng chạng như nhau luôn đấy, dài đuôi con nào cũng tốt hết đó, hai con như hai con này các bạn bắt một kẹp là thành 48 triệu 300 đó, như bắt một con ấy thì con bông này 24 nem, con kia 24 triệu đây, dài đuôi này mông đuôi này đó. Bông qua đây mình đó, dài mông đuôi đây
Này con cũng nghĩ con nào cũng tốt hết. Xéo vô. Sạch bò. Đó. Hai nghĩ thế. Một kẹp. Đó, 48 triệu. Nem tem. Đó. Bớt một con 100 nghìn. Thấy cái lọc nuôi cho mèo lớn. Đó, dài này. Dài tốt, đùi tốt. Đó. Hai con như thế. Quá tốt, hai nghĩ cực kỳ tốt. Đó. Bò đẹp. Rồi. Ở ngày nay bắt được một con nghe được ba bê các bạn, là tổng thể cái này bắt được ba con ba bê với lại một con nghe cá anh quất. Đó. Thì kia chuồng bò chú đứng kia. Đấy, có cái cái ba bê nữa chú bán nữa mà không không có mua ba bê cái nữa không không có. Đó, thì bắt được con ba bê này. Bê này mệt cục, dài tốt, đùi tốt, cao dài. Cao mét lên em. Đó, khéo. Đèn đèn bông bông điểm xương sơ sơ dưới cái yếm này các bạn. Đó, bông bụng. Đó, đùi mông sau phôi phải vàng. Đó. Nghe cái bao nhiêu đang bán luôn đây. Nó trả 17 rồi. Rau, đó qua con nghe được xem cái rồi bán luôn. Đó, con nghe được BB. Cái trong nghe khéo. Già bò rồi, hơn 6 tháng rồi. Cao dài. Đó. Chạy, chạy. Đấy, cục cục. Mẹ đây, ra qua mẹ cho coi luôn. Cái cái cột nữa. Cái cột phải bán không bán để nuôi thì nuôi gà nái đây đây con ba bơ nhảy không mẹ nó đứng sau gà đây ba bơ nhảy đỡ gà nái này nghe cái cột treo bắt được ba bơ đây không được này rồi ra ngoài nghe cái à, nhu cầu đẹp thịt con ba bơ cái này thì mình sẵn mình mua luôn đó đấy cô nói là nấu trả 17 triệu đồng giờ muốn bán 18. Nghe thì tốt. Nói chung con nghe ba bơ cái này là to hơn cái đực 80 các bạn. Đó. Đấy, nó trả 17 triệu rồi muốn bán 18. Nghe cái vừa đấy. Đấy. Con này thì tính như hàng đẹp thịt nha các bạn. Đó. Cào thì cũng xem đủ. Đó, bò mẹ đứng kia, bò trắng 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 các bạn. Đó, xa xa đó. Đóng qua là ngày này bắt được ba ngày được ba bê với lại một ngày cái anh quất bò cứ đi ra đi vô đi nẹt mỗi chân luôn các bạn đó, theo cô chú nói nãy giờ mỗi miệng cho không ai đâu bắt bò khó lắm các bạn vô từng nhà rồi trả từng con có nhà được có nhà không tao quan bò của chú ấy này. Không con này là đỡ nuôi không có bán con ba bơ cái thôi muốn bán nó đã 17 rồi muốn bán 18. Bắt được ông được ba bơ đây. Đây đuôi là khô nói nên là u tẹt. Bò thả rỏi nha các bạn. Sáng là chú lừa đi, giờ chiều chú lừa về đây, giờ chờ tới chiều rồi, ăn cái bụng gơ. Sáng là đi chiều lừa về. Không mới coi bò được. Vô, sáng luôn. Đó, nhảy sợ gì đâu. Đó, nghe đó. Cao dài hết lạc giống dạc rồi bạn đó thì con nghe này mình báo giá công khai là 24 triệu 500 cái đực ba bê đây các bạn thì ngày nay bác tổng thấy là được ba con nghe đực ba bê với lại một con nghe cá anh quất đó thì ngày nay bác được 4 con rồi các bạn thì ai có nhu cầu mua nuôi của béo thì liên hệ với mình cái đực ba bê này đó giá 24 triệu 500 đó bán lộn luôn tông luôn nói chung là chiều nay mình đi quần quần mình mua được tổng thấy ba con nghé đó thì hai con nghé được ba bê với lại một con nghé cái anh quất đó thì ai có nhu cầu nuôi sinh sản hay của béo thì liên hệ mình đó, số điện thoại mình trong trang mình này các bạn rồi thì nói chung là video mình cũng tạm thời kết thúc tại đây hẹn các bạn trong những video tiếp theo đó, ngày mai thì mình về được ba con ba bê được nữa các bạn đó, thì mai có gì rồi mình làm video về ba con nghé đó sau thôi nói chung bye các bạn.